Lê Lợi quê ở Lam Sơn, đất lành chim đậu mãi ơn tổ lường, sinh ra là bậc phi thường, thông minh dũng lược, sức cường đẹp tươi, mắt sáng miệng rộng hay cười, tiếng âm sang sảng như người trên thiên, dáng đi hùng dũng vô biên, khoan thai ở chuyện tổ tiên sau này, lại thêm nhiều điểm rất hay, gươm chuối cây biển trai rất vừa. Vợ ra vườn giữa buổi trưa, nhặt được ấn báu ngày xưa cho mình. Lúc này quân giặc nhà Minh cũng vừa chiếm được nước Mỹ xong xuôi. Lê Lợi ngầm chí phục hồi, chiêu nạp binh sĩ khắp nơi người hiền. Anh hùng hào kiệt đầu tiên, quốc hưng nguyện trãi lên lưu rất nhiều. Trịnh Vô nhân chú mộ chiêu, dựng cờ khởi nghĩa một chiều xưng vương. Để chuyến đi khắp nẻo đường, đắp lời kêu gọi dân thường đứng lên. Sông pha mũi đạn hòn tên, chi lăng cổng trạm làm nên sử vàng. Đông quan cổ lộng giặc hàng, vương thông mạ ánh bàng hoàng thất kinh. Mã Kỳ phương chính xuất trình, van xin tha thiết, tha chết giữ tỉnh bề sau. Hoàng Phúc Phiền độc bấy lâu, cũng được tha tội cùng nhau rút về. Sách lược ta giữ trọn bề, nên dùng nhân nghĩa tha về giặc ơn. Đừng nên cứ giữ nguồn cơn, một phút hả giận thiệt hơn vạn lần. Lê Lợi sống thật nghĩa nhân, tiếng thơm còn mãi lưu danh sử vàng. 20 năm giặc ngoại bang, hoành hành, nay đã tan tành khói mây. Đại Việt ta kể từ đây, lại được chung sống những ngày an vui. Đằng tay mới có ngọt bùi, 10 năm gian khổ nếm mùi nằm gai. Bao nhiêu văn võ tướng tài, nguyên hãn nguyễn trãi lê lai buổi đầu. Đều được thầy tổ ơn sâu, tri ân phong thức đứng đầu hàng quan. Cải tổ bộ máy chính quyền, mở khoa thi cử để thêm nhân tài. Đắp đê phòng chống thiên tai, bộ biên củng cố lâu dài biên cương. Ngoại giao quan hệ bình thường, giữ tình hòa hiếu nước cường dân an. Vì lo người kế ngai vàng, thái tổ dẫn đến việc làm hại quan. Nghi ngờ giặc hại công thần, những người trung nghĩa dần dần chết oan. 6 năm hoàng đế vẻ vang, mùa thu tháng 8 nghề tang băng hà.